mấy thùng. Em cảm ơn. Thế anh kia còn gì không? Xong chưa? Đồ em xong hết rồi đây, còn đồ của anh thôi. Ê. Đi. Vợ con nó vui từ trong giọng nói ấy. Chỉ muốn nhảy trên sáo đi thôi. Ồ. Làm gì mà đến mức đấy? Chắc là có thể cho xe chạy luôn không muộn. Mẹ quên là bố nói gì à? Tôi không ở nhà. Ra tiễn bọn nó nhớ mặt mũi phải tươi tỉnh. Đừng có để cho hàng xóm người ta nghĩ là nhà mình lục đục rồi các con bị đuổi ra khỏi nhà. Nhà bác Thanh cho vợ chồng Đức Anh ở riêng đấy à? Các cháu nó có điều kiện nên nó muốn tự lập. Đúng là gia đình nhà bác Thanh tư duy hiện đại, hiểu tâm lý bọn trẻ thì mới chịu như này. Đầy nhà giàu hơn người ta cũng chả cho con người ta đi ở riêng đâu ạ. Chung riêng quan trọng gì đâu ạ. Nhà em thoải mái lắm. Mình cứ tâm lý với các cháu là các cháu nó tâm lý với mình ngay. Nhất là ông bà Thanh bây giờ đấy, chồng thì giỏi, vợ thì là vun vén chăm lo cho gia đình, con cái thì ngoan ngoãn thành công. Giờ thì nhà chị là có cháu nội cháu ngoại thì nhất luôn đấy, 100 điểm đấy. Cảm ơn các chị. Chúc 8 tháng trôi qua thuận buồm xuôi gió. Chúc cho thỏa thuận bước đầu êm xuôi. Mẹ, sao sang rồi? Mẹ không được sang à? Vợ ơi, mẹ sang chơi. Để bạn đỡ cho. Bọn con đang dọn dẹp dở.